Chiều 25 tháng 5 tại xã Lâm Phú, huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy dự trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Chuyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức huyện ủy đã công bố quyết định 429 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc chuẩn y Bí thư Đảng ủy Lâm Phú nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Văn Nhị. Nghị quyết số 122 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn kết quả bầu cử chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lâm Phú khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lâm Phú, nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lâm Phú khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí lữ đức trung phó bí thư thường trực huyện ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình công tác của đồng chí phạm văn nhị và đồng chí phạm đức tiến trong thời gian qua đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy đề nghị các đồng chí được nhận quyết định đợt này tiếp tục phát huy năng lực sở trường công tác nâng cao tinh thần trách nhiệm hết sức tận tụy tận tâm nỗ lực phấn đấu xây dựng tập thể vững mạnh đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh